đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam, đấu trường ẩm thực rực lửa, nơi những đầu bếp chuyên nghiệp dám chấp nhận thử thách, kiên trì theo đuổi mục tiêu với ý tưởng sáng tạo trên con đường chinh phục ẩm thực cao cấp. Ai sẽ là quán quân của đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam 2023? Đấu trường rực lửa bắt đầu ngay bây giờ. Jacob Creek, thương hiệu rượu vàng bán chạy số 1 tại Úc. Vang thượng hạng xứng đáng sẽ chia. So the winning team is Long Mun. What? Người phải gói da ra về ngày hôm nay đó là Chef Tam. Hơn 8 đầu bếp xuất sắc nhất của đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam. Và đứng bên cạnh tôi là giám khảo Alan Nguyễn và giám khảo Đào Anh Tuấn. Chúng ta đã đi cả một nửa chặng đường rồi, đủ một phần nào đã thể hiện được cái khả năng của các em. Anh rất mong là bọn em giữ được cái lửa và tiếp tục cái phát huy cái niềm đam mê về ẩm thực, chứng minh cho ban giám khảo cũng như là thể hiện bản thân trong những cái vòng thi sắp tới này. Và bây giờ xin mời giám khảo chuyên môn với các bạn và các chef của chúng ta, giám khảo chuyên môn Mario Mendes, tổng quản lý Sofitel Sài Gòn Plaza, và giám khảo Evie Michelin Star Chef. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp giám khảo Helvetia Mario, là những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành F&B. Tôi thấy khá là hồi hộp và không biết là các tiêu chí của giám khảo như thế nào. Khi mà một quản lý GM của một cái khách sạn 5 sao và yêu cầu rất là cao, sếp Hervé bước vào nữa thì một ngày toàn là ban giám khảo khủng. Sếp Hervé đã đạt được sao Michelin, yêu cầu và món ăn khắt khe, kỹ thuật cao, độ chấm nếm cao và trình bày đẹp rất là khó cho một cái thí sinh. Theo các vị giám khảo của chúng ta thì cái sự khác biệt rõ ràng giữa ẩm thực phương Tây và phương Đông như thế nào? The difference is Vietnamese food you like to use different kind of herb, very fresh, different kind of meat, but you have many many ingredients on the plate. It's we like to focus only for one ingredient. I mean we like to find different way for only one ingredient. Because for one ingredient, if we focus inside, we have different flavor. So that's the difference between the French food and the Vietnamese food. Tôi thấy 10 năm trở lại đây, ẩm thực Việt Nam đã du nhập được cái nền văn hóa nấu ăn kỹ thuật cao của nước ngoài. Và tôi thấy rằng vừa rồi Michelin đã đem về Việt Nam 70 cái sự lựa chọn cũng như 4 ngôi sao Michelin. Thì tôi nghĩ rằng hai cái sự giao thoa này đã có cái sự gặp nhau rồi. Và xin được hỏi anh Mario, anh đã có một khoảng thời gian ở Việt Nam cũng khá là dài luôn. Anh yêu thích món nào của Việt Nam nhất hả anh? Actually, one of my most favorite dishes is a cao lao dish from Hoi An when I used to live up in Da Nang. Xin mời giám khảo Alan sẽ công bố đề cho các bạn. Trong vòng 90 phút, 8 chef sẽ làm một cái phần thi với những cái món ăn mang cái phong vị ẩm thực Á và Âu. Chúng ta phải đi từ món Việt truyền thống và phải kết hợp được những kỹ thuật, những phương pháp, những món ăn của phương Tây để đưa cái món Việt của mình lên một tầm cao mới. Đây là thử thách loại trừ trực tiếp. Nếu một trong 8 chef mà có một cái sơ suất, chef đó sẽ phải gói dao ra về ngày hôm nay. Các chef nhớ nha. Rõ.
thực sự tôi cũng cảm thấy rất là hồi hộp khi mà trước mặt tôi các giám khảo với chuyên môn cao, và tôi tự nhắc bản thân mình phải cố gắng thể hiện thật tốt trong tập ngày hôm nay. Khi mà nghe tới cái thử thách mà loại trừ ngay đầu ngày thì cái cảm giác mình sẽ áp lực hơn gấp trăm lần á. Tôi đã nhìn thấy được sự căng thẳng, tập trung nhưng mà quyết tâm của các sếp. Vậy thì bây giờ nguyên liệu bí mật của chúng ta là gì? Xin mời giám khảo Đào Anh Tuấn sẽ chia sẻ. 1, 2, 3. Ngày hôm nay sẽ có tôm hùm bông của đảo Bình Ba, tôm hùm xanh của đảo Bình Hưng, tôm lửa ở Côn Đảo, và cuối cùng là tôm mũ ni của đảo Phú Quý. Thì đây là một trong những cái loại thực phẩm mà hầu hết những cái nhà hàng cao cấp fine dining đều sử dụng. Trong bốn loại tôm hùm thì mình thấy con nào nó cũng mập cũng béo tốt hết, nhưng mà mình thích nhất là con tôm hùm bông. Ngay từ lúc đầu tiên là mình đã thích chọn con tôm hùm bông rồi. Mình biết được cái đặc tính thịt của nó rất là dai ngon, và mình có thể làm nhiều món với lại cái con tôm này. Tôm hùm là một cái nguyên liệu chỉ cần bạn nấu quá 30 giây thôi thì đã ra một cái kết cấu hoàn toàn khác rồi. Đầu tiên là anh sẽ chọn ra loại tôm hùm bông đảo Bình Ba. Xin mời tất cả các chef lựa chọn. Wow. Tại sao lại chọn cái loại tôm hùm này? Lý do em chọn tôm hùm bông là vì trong thịt con tôm này có rất là nhiều chất dinh dưỡng, có protein, các chất khoáng, rồi chất xơ, và đặc biệt là nhiều omega 36. Con tôm hùm bông này thịt nó rất là dai, ngon, ngọt, có thể làm được rất là nhiều món, và em có thể tận dụng được những cái phần thịt vụn này kia để em làm thêm những cái món khác nữa. Em chọn tôm hùm bông Bình Ba là Cam Ranh, Khánh Hòa. Em ở Khánh Hòa thì em sẽ chọn cái món quê hương em. Cái tôm này nó rất là phổ biến ở các nhà hàng cao cấp, và cái vị của tôm này là tôi nắm rõ được tại tôi đã từng làm qua rồi. Thứ nhất là đối với Trúc ấy, thì là quê hương của Trúc. Dạ. Thì Trúc đã hiểu rất rõ về cái ẩm thực này. Anh cảm nhận thứ hai là Vi cũng là cái người am hiểu cái loại tôm hùm này. Anh có một bất ngờ là anh sẽ không cho hai bạn chọn loại tôm hùm này. Anh không muốn là các bạn dùng cái sở trường của các bạn. Đấy là một cái thử thách sẽ dành cho Vinh và Thái Minh sử dụng loại tôm hùm này. Không biết là bạn nào đã từng làm và đã từng thích con tôm hùm này. Sếp Yến rất nhanh. Sếp Yến. Rồi ai nữa? Tiến. Không biết tại sao chỉ có hai bạn chọn mà không phải là bốn bạn chọn như hồi nãy. Có hai lý do. Một là tôm hủ ni khó chế biến nên là các sếp sẽ từ chối. Em chưa bao giờ chế biến tôm hủ ni luôn, nhưng mà em muốn thử thách bản thân mình với lại tôm hủ ni. Tất cả các tôm hùm trong này có ba loại là giống nhau, chỉ có một loại là khác biệt. Em muốn mang đến sự khác biệt. Yến và Tiến sẽ là sử dụng tôm mũi ni để nấu món ăn cho thử thách ngày hôm nay. So here we have the amazing green lobster from Binh Hung Island, and a stunning island located near the Khan Hoa province, rife with amazing marine ecosystem and a beautiful coral reefs. It is more of the southern tip, so the warmer waters will be very interesting what the texture of this meat will be. Which one of you chefs are going to play with this amazing piece? Wow. Với tôm hùm xanh thì chỉ có Chef Trúc lựa chọn. Vậy thì Chef Trúc muốn chọn ai sẽ là người nấu tôm hùm xanh cùng với mình? Tâm. Chef Tâm có muốn nấu tôm hùm xanh không ạ? Trong các loại tôm ở đây thì cái tôm hùm xanh thì em nghĩ là trong các nhà hàng thường các chef sử dụng rất là nhiều. Nhưng mà em muốn mang đến một cái trải nghiệm mới từ cái tôm hùm xanh này. Khi mà nghe được đề bài của ban giám khảo thì tôi cảm thấy tự tin về cái hương vị truyền thống của tôi. Nhưng vẫn còn một chút gì đó là run sợ khi mà phải xử lý con tôm hùm đang còn bơi ở trong hồ như vậy. Và cuối cùng đó là tôm hùm lửa Côn Đảo, thì xin mời giám khảo Evie. I know the meat is very sweety, with some delicate flavor of flour. So that's very interesting to work with this kind of lobster. Yes. Fire lobster. Yeah, fire lobster. Chef Trường Giang và Chef Vi, vì chúng ta không còn lựa chọn nào nữa. Sau khi các bạn đã chọn lựa rồi thì anh sẽ có một cái đặc biệt ngày hôm nay. Các em không phải chọn team, mà tất cả những người bọn em chọn chính là đối thủ đối đầu ngày hôm nay. Rất là bất ngờ
vì không nghĩ hôm nay mình sẽ đối đầu với lại Giang. Giang có nhiều kỹ thuật rất là tốt và mình cũng hơi, đó là lúc đầu mình cũng sẽ hơi e dè một xíu. Yến cứ nghĩ là mình sẽ được về chung đội với lại Tiến. Trời ơi, cảm giác không thể diễn tả được, không biết nói sao luôn. Mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, cố gắng thật nhiều nữa thì mới mong thắng Tiến được. Anh Lan nhìn thấy 8 chef có vẻ như hơi sượng khi mà nghe cái tweet cuối cùng. Thì Alan muốn hỏi lại Thâm với lại Trúc, hãy nói cái suy nghĩ của mình. Tất cả 8 thí sinh ngày hôm nay vào đây đều là những người có thực lực rồi, nên chúng ta phải thể hiện cái thực lực đấy, chứ không còn là dựa dẫm vào bất kỳ ai trong cả cái hành trình của mình. Và để tôn vinh cái nguyên liệu vừa mắc tiền, vừa quý giá, vừa hiếm của Việt Nam thì các bạn sẽ sử dụng cái bộ đĩa trang trí của hãng Noritake Nhật Bản. Noritake là thương hiệu đồ sứ cao cấp bậc nhất thế giới, thành lập năm 1904. Và đặc biệt, đây là một hãng làm sứ dành cho hầu hết các nhà hàng sang trọng 4 năm sao trên thế giới hoặc là sao Michelin sử dụng. Sứ của Noritake có một cái đặc điểm. Một, đó là rất mịn và trắng. Họa tiết được vẽ trên sứ Noritake hoàn toàn bằng tay của nghệ nhân Nhật Bản đến từ vùng Nagoya. Các bạn phải kết hợp trang trí như thế nào bằng cái sứ Noritake để cho nó có một cái sự tôn vinh của ẩm thực, những món ăn mà các bạn hoàn thành phần thi ngày hôm nay. Noritake, thương hiệu sứ số 1 Nhật Bản. Và Hen xin được nhắc lại đề bài của chúng ta. Chúng ta có 90 phút để thực hiện món ăn mang phong vị Á Âu và sử dụng 4 loại nguyên liệu tôm hùm cao cấp của Việt Nam. Các chef đã rõ đề bài chưa ạ? Rõ. Xin cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Wow. Đây. Và bây giờ là xin mời từng đội sẽ lên lấy tôm của đội mình. Đầu tiên xin mời Chef Vinh và Chef Minh. Tất cả các chef của chúng ta đã có nguyên liệu cho chính mình. Và 90 phút của các chef bắt đầu. Hiện tại là mình đang tự tin về cách nấu cách tân của mình. Món ăn của mình đặc biệt nhất là ẩm thực Việt Nam, hương vị nước ngoài kết hợp với một loại nước sốt châu Âu là sốt tôm. Đối thủ của mình cũng rất là mạnh. Chưa dự đoán được là đối thủ sẽ nấu món ăn gì. Vinh cũng là một người đối thủ tôi đánh giá cao về thực lực và khả năng sự sáng tạo trong đồ ăn. Thì tôi cũng không ngại đối đầu với Chef Vinh. Tôi đang làm cái prawn, đậu hũ non, nước dùng cá sùng và nấm đông trùng hạ thảo. Đây là cái puree, em sẽ bỏ bột tảo biển hay gọi là thanh thai gum để cho nó sệt lại. Đây là cái chất tạo thành tự nhiên. Chúng tôi sẽ đối đầu với nhau bằng những cái skill về kỹ thuật, về hương vị, về cách bài trí, về kế hoạch tạo ra món ăn. Tôi cảm thấy thú vị. Mình không e ngại Chef Minh trong vòng đối đầu. Nhưng ngược lại đó thì mình cảm thấy rất là hào hứng. Mình được đối đầu với những người anh lớn này, khá là nhiều kinh nghiệm, nhiều khả năng, nhiều sở trường hơn. Mình được cọ sát, được thực chiến người ta và được so sánh đánh giá trực tiếp. Tôm hùm lửa,
Trước đây thì mình chưa từng chế biến tôm này. Con tôm này là nó khá to nhưng mà mình đã xử lý rất là nhanh rồi. Ý tưởng là món ravioli của Ý với sốt cà chua của Ý. Hôm nay em đón Giang sẽ nấu một cái món mang phong cách Tây Ban Nha và của miền Tây Nam Bộ. Tại vì Giang rất là am hiểu những cái ẩm thực trên thế giới và tìm hiểu rất là kỹ. Nghĩ hôm nay Vi sẽ nấu một món nước với lại tôm hầm này. Giang ơi, Giang đón sai rồi nha. Ok. Chắc Giang nghĩ thế mạnh của Vi là nấu thì nước dùng thì mình thấy cũng ok, cũng bình thường thôi. Tại vì đó là thế mạnh của mình mà. Vi cũng là một đầu bếp tài năng, có sự chuyển biến tích cực theo mỗi tập. Hôm nay mình được chọn con tôm lửa ở Côn Đảo. Loại tôm này thì thịt rất là săn chắc ngọt. Nhưng mà điểm yếu của loại tôm này thì thịt rất là khô nếu mà chế biến quá thời gian. Nên sẽ kết hợp một món ăn truyền thống của Việt Nam là món kho tộ, kèm với lại một món ăn truyền thống của người Tây Ban Nha là món cơm bây giờ. Cái món cơm này ở Tây Ban Nha thì nó cũng giống như những cái bữa cơm gia đình ở Việt Nam. Nó sẽ nấu một chảo cơm lớn và mọi người cùng quay quần lại ăn. Và mình sẽ kết hợp món kho, thì món kho đó rất là phù hợp ăn với lại cơm. Em sử dụng rượu vang trắng có ga, nó sẽ bốc hơi và đẩy đi cái mùi tanh của tôm và trong cái nước luộc của Giang. Và Giang sẽ sử dụng cái đó để nấu sốt làm cơm. Mình may mắn là mình không có biết trưởng người Tây Ban Nha và một tổng giám đốc người Ấn Độ, thì họ hay xuống bếp mà hay nói chuyện với mình, rồi họ chia sẻ họ rất là yêu Top Chef ở tất cả mọi nơi. Và họ nói là nếu như bạn đi thi á thì bạn có thể chia sẻ ẩm thực của đất nước của họ, tại vì họ rất là muốn những cái ẩm thực của họ có thể khiến cho người Việt Nam á bắt đầu nhìn nhận như một cái hướng khác. Giống như nói về Tây Ban Nha, không chỉ riêng tabac, nói về Ấn Độ không chỉ riêng những loại bánh nan, rất là nhiều thứ đặc biệt. Cái tôm uni nó rất là tươi cho nên mình nghĩ có thể làm tái sạc ta ăn kèm với lại một cái bánh banabui Ấn Độ, một cái cháo tôm hùm theo kiểu Việt Nam, một chiếu cơm Tây Ban Nha theo dạng paella. Yến lần đó đủ mạnh, Yến có một sự kết hợp rất là tuyệt vời và Yến có một cái lưỡi good. Chai rượu em có xài hết không nha? Không, chị xài đi. Lấy cho chị xin ít với nha. Lấy cho chị. Ok. Hôm nay Yến sẽ nấu cho ban giám khảo thưởng thức 3 món. Một cái là Yến sẽ dùng bánh Panipuri của Ấn Độ để Yến nhồi ở phía trong là cái salsa của Mexico. Sau đó là một cái cappuccino tôm. Rồi món chính của mình sẽ là cái thân tôm Yến sẽ nấu chung với lại sốt vani. Yến đang nướng cái ớt chuông, lát nữa Yến sẽ làm nó thành cái salsa. Khi mà nướng như vậy thì cái mùi thơm sẽ tăng lên rất là nhiều. Hôm nay là em sẽ đối đầu một chef có kinh nghiệm cực kỳ phong phú về món biển. Bạn này đi từ Phú Quốc nữa. Yến sẽ mạo hiểm, một là chiến thắng, hai là đi về. Hứng từ món Ý, người Ý để giữ được cái độ ngọt, độ tươi của hải sản họ nướng trong giấy, giống như người châu Á của mình sẽ nướng trong lá chuối. Thì khi trình bày món ăn đó, người trải nghiệm ẩm thực nhìn vào thì là một món Ý, nhưng ăn vào nó hoàn toàn là hương vị của Việt Nam. Sếp Trúc là một đối thủ mạnh, em không biết là sếp Trúc sẽ làm món gì, nhưng mà em chắc chắn, em tự tin mình sẽ mang đến một trải nghiệm mới cho ban giám khảo. Hôm nay là mình sẽ làm một cái loại bánh của Pháp là Rossan, thêm một ít pate nấu từ đầu tôm hùm giòn mềm béo, nó đưa mình nhiều tầng lớp hương vị. Tâm cũng không phải là một cái đối thủ nhẹ ký, thế nghĩ là Tâm sẽ tạo ra một cái sự khác biệt lớn ở tập này. Phải thật cố gắng, thật là cẩn thận, không được sơ sẩy, tại vì tất cả các đối thủ của tôi đều rất là mạnh.
So guys, you only got 20 minutes left, yeah? 20 minutes to go. You can see he's really got that five-star presentation about him. I love the way he builds on every dish, the layer, the texture. Cái này là em nấu sốt tôm lobster. Còn bên đây là sốt lobster trứng muối. Em sẽ đánh thành một cái bột cho nó ăn kèm kết hợp vô. Và một điều đặc biệt là em làm một món cà rốt nấu chung với nước cam. Ẩm thực của Ý thì thường người ta sẽ dùng phô mai. Còn em thì Việt Nam, em sẽ dùng trứng muối. Cái này thì anh thấy nó cân bằng. Còn cái này thì nó lại bị vấn đề double. Cái này thì em chỉ làm một cái bột, em làm thành một cái form. Chủ yếu của nó là sốt này và cái món này. Cái form cái này ấy, là em giảm cái độ đặc của trứng muối đi, lấy nhiều cái phần hương vị hơn. Dạ đúng không? Nó sẽ bị dính cỏ. Em sẽ kết hợp một món kho truyền thống của Việt Nam, tôm kho tộ, và một món có nét văn hóa rất là đặc trưng mà nó giống như người Việt mình là chảo cơm bê da. Dạ, này là hoa riền của Việt Nam. Anh có thể xé một cái lá ăn thử. Em sẽ kho với tôm. Ăn được không? Dạ được, mình ăn nhai cái hương vị rất là nhẹ nhàng. Hy vọng là sếp sẽ kết hợp được, tại vì đây là cái nguyên liệu rất là tốt, rất là ngon. Bao nhiêu phút con này? Nó tầm là 10 phút, nhưng mà em sẽ nấu nó 8 phút thôi. Để cho nó còn hấp cúc, em sẽ lấy thịt nó ra và xíu nữa em sẽ ngâm vô cái sốt kho. Em sẽ làm cái kiểu mới, thường Việt Nam mình sẽ kho một cái tôm mà nó săn cái thịt lại thì nó sẽ phù hợp với lại những cái con tôm nhỏ. Còn để giữ được cái giá trị của con tôm lớn này thì em chỉ kho cho nó thấm vị, nhưng mà tôm vẫn còn giữ được độ dai và độ ngọt, độ mềm của tôm để cho nó phù hợp với lại bạn bè quốc tế. Today the starter, I want to give you the Anabui style. A little bit inside we have the lobster tartar and we combine a little bit the Vietnamese herb. After that we have risotto soup and we combine with a little bit the gomo well mushroom. Are you sure that you are cooked right? He is from there. I'm French but I've come from Spain too. You see, yeah. Cái món pha la là cái món là quốc gia Tây Ban Nha. Chảo này em sẽ mix như nào? Dạ, đầu tiên thì em sẽ nấu cái nước dùng tôm cho nó thật là ngọt. Sau đó là em sẽ ngâm cái nấm mueo, em lọc nó lại, em lấy cái nước nấm đó em cho vô nấu chung với lại cái gạo Bombay. Và cái gạo này trước khi nấu thì em sẽ gang lên theo cái kiểu mà của Việt Nam, gạo cháo gạo gang. Dạ, em kèm với lại cái gạch tôm khi mà lấy ra. Anh thì anh đang trông chờ biết cái gì không? Cuộc chiến pan la. Tại vì anh thấy có người nấu giống em. Chưa bao giờ mình lo lắng về đối thủ của mình cả. Đối thủ dù có làm như thế nào đi nữa thì người ăn cũng sẽ là ban giám khảo. Mình có thể làm như thế nào đi nữa thì người ăn cũng sẽ là ban giám khảo. Đây là cái nước mắm em sẽ phết lên cái con tôm. Rồi em sẽ phết nó lên với em không đổ sốt. Còn cái này em sẽ làm cái puree. Ui lạ thế nhỉ. Còn cái này là sốt phụ cho cái ceviche của em. Bưởi yuzu với me. Bưởi và me. Và yuzu. Khá thú vị. Cái vị này là hơi ngang đấy nhá. Thấy vậy. Em còn có những cái phụ cho nó đổ. Cẩn thận. Cái độ chua. Em sẽ lấy cái phần này để làm sốt. Giống như là người Việt mình sẽ có món ếch xào lăn hay là tôm xào lăn, thì em lấy cái nước sốt này để làm trên cái nền đó. Xong rồi em ướp vào trong tôm. Cái này thì cốt dừa và một chút cà ri em mix lại. Tí nữa em đợi cái này thì mình sẽ ra được một cái nền sốt giống như là hương vị của cái món xào lăn của Việt Nam. Nếu mà mình nấu mấy cái đầu tôm, cái thịt tôm lâu trên 20-30 phút á, nó đưa ra một cái vị chát và dạ, khó ăn lắm. Dạ, dạ. Cho nên là đúng từ 30 phút trở lại là ok. Dạ. Em sẽ làm một ly cappuccino tôm hùm. Cappuccino. Nhưng mà khi ban giám khảo ăn thì sẽ cảm nhận được, nhìn thì rất Ý nhưng ăn thì là Việt Nam. Đi kèm em có một cái phần patipuri của Ấn Độ, ở trong là sẽ là salsa Mexico. Đừng quên đề bài ra là món ăn với nguyên liệu bí mật là tôm hùm. Hôm nay là tôi phải làm lại cái jelly tôm hùm. Tôi quá nhiều cái idea nhưng mà bây giờ khi thực hiện nó là cái time nó không cho phép. Nên là tôi sẽ tính lại một cái con đường đi tốt hơn. Tôi sẽ sử dụng những cái gì mà mạnh nhất và ưu thế của tôi đó mà tôi sẽ ra được món tốt nhất. Tôi đã quá tham vọng và làm quá nhiều technique nên là nó bị rối khi mà gặp một cái vấn đề nhỏ. Bây giờ chúng ta chỉ còn 10 phút nữa thôi.
ơi, chúng ta chỉ còn hơn 5 phút nữa thôi. Hãy chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng của mình. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 10 giây nữa thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Jacob Quick hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam. Top Misa, nội thất ưu việt, cuộc sống tiện nghi. Em xin chào ban giám khảo ạ. Em lấy ấn tượng từ cái món là ravioli của nước Ý. Từ cái con tôm hùm lửa Côn Đảo thì em làm ra được ravioli nhân tôm với thịt, kèm với đó là một cái salad tôm nhồi trong quả cà chua. Lấy ý tưởng là từ nước sốt cà chua của Ý kết hợp với lại gia vị Việt Nam trong đó. Em dùng với thêm gạch tôm, thịt tôm và nước dùng tôm. Em nấu với lại cà chua, em xào với hành tây, có một xíu nước mắm, một xíu hạt nêm từ tảo biển, một xíu xíu muối và đường thốt nốt. Phong cách em nấu ăn cho cả ba miền. Em có bánh gói ravioli tượng trưng cho bánh gói của miền Trung và có hành muối của miền Bắc. Kèm với đó em có một cái phơm nước cốt dừa kèm với rượu dừa của Bến Tre. Cái đĩa này của Noritake thì nó có tên là Brom Street, có nghĩa là những cung đường miền Tây nước Úc. Nó phù hợp với những người mà yêu thích yên tĩnh và dịu dàng. So, ladies first, V, with your dishes, for me actually, lobster sauce that you've created, that with the lobster by itself is quite unique. And I think you didn't need to overpower it with the risotto or paella that we were trying, or the canapé dish with so much cream to it. The plate was nice, but for me the problem is you have only one sauce and the sauce needs to cover your all dishes. But the thing for me, it doesn't match because the texture of the sauce need to be a little bit creamy. They need to cover the ravioli, they need to cover the lobster, and after that, the fresh flavor coming with the tomato at the end, you know? Em xin mang đến một món ăn đặc trưng của người Việt Nam là món tôm kho tộ kèm với cơm paella của Tây Ban Nha. Em lấy cái tiết canh tôm, em nấu với lại một ít tôm dùm bắc để cho nó có vị chua và cho nó kết đông lại. Sau đó em phủ lên cái phần thịt tôm của em giống như một cái tapas kiểu mới. Tôm kho tộ thì em kho với lại thịt tôm, gạch tôm và cái nước dừa và cơm dừa, nước mắm, cơm đặc trưng truyền thống của Tây Ban Nha. Thì nó có 3 phần đặc biệt, đó là gạo bomba, chảo phải làm bằng thép, nước dùng sẽ nấu bằng dĩ hoa nghệ Tây. Và cái dĩa hôm nay em trình bày thì của Noritake, hoa văn trên dĩa, cỏ 4 lá. Vì cái cỏ 4 lá này thì nó sẽ mang cái ý nghĩa tình yêu, sự hy vọng, niềm tin và chiến thắng. Anh em thấy hai món này nó đậm đà hương vị, là nó hợp với rượu Jacob Rick mà Chardonnay hơn. Jacob Rick Reserve Chardonnay, nguyên liệu chính là nho Chardonnay, hương vị trái cây tươi mát từ quả đào vàng, dưa lưới, vị cam quýt và hương gỗ nhẹ. Yeah. Cheers. What I felt was there was just the same texture taste throughout all the three dishes there. I didn't feel any uniqueness in it. So Chef Yen, normally when you make a plate, you know, you give your heart. So you need to give a story. And I don't understand the story. The problem is the rice little bit overcooked. When you start a plate, you have different way on one plate. But I cannot understand which is the best way to find the nice flavor from your plate. Riêng về Giang á, nghe tên paella là phải có chorizo, món Tây Ban Nha mà. Và phải có màu vàng của saffron, curcuma, phải có. Em có thể đổ nước mắm vô một chút xíu, nhìn đâu có thay đổi được cái màu của paella. Thì đó là cái chúng ta cần phải để ý kỹ, thật kỹ khi nấu một món truyền thống của một đất nước khác. Ban giám khảo đã nhận định đúng khi mà mình kết hợp một cái tapas vô trong cái món ăn, khiến cho hai phần cơm và phần tôm của mình nó không còn hòa hợp với nhau nữa. Đây là cặp đối đầu tiên thì theo Alan nghĩ là giám khảo cũng đã ít nhiều trong đầu mình là người nào sẽ là người thắng rồi trong cái cặp đối đầu trực tiếp này rồi, đúng không ạ? Đó là chef V. Mình
khác biệt hơn so với những cái vòng trước. Mình đã có sự tiến bộ rõ rệt, như là giám khảo nhận xét có thể đây là lý do mà ngày hôm nay mình chiến thắng. Dạ, em nay em đã chọn được tôm mũ ni của đảo Phú Quý làm 3 món. Thì đầu tiên em sẽ kết hợp một chút xíu cái hương liệu của Việt Nam và cách ăn theo kiểu Ấn Độ. Thì em sẽ làm cái bánh Pani Puri ăn kèm với lại tạc ta tôm mũ ni, dầu lá é. Tiếp theo nữa em sẽ nấu những cái gạch tôm mũ ni đi kèm với gạo risotto mà nấu theo kiểu cháo tôm Việt Nam và đi kèm với gạo lứt giòn và gông biển. Tien, your first appetizer. That's kind of like really the art of creating a dish, and how you were playing around with the herbs, the flavors, and how you infuse very two distinct things: Indian, Vietnamese, and actually I got a bit of Thai chili in that. In the second dish, actually reminded me of a very traditional South Carolina seafood gumbo style dish. That was very smart of you to create a Vietnamese version of that. I have to say, you definitely found a very unique signature link there. The third dish, although it looked like everything was just thrown on the plate, surprisingly, all the flavors complemented each other, the composition of it. The presentation of the last dish was quite mediocre. Chef Tien, for me, the flavor, again, doesn't match because you have a texture of the rice, the paella, and after you have other rice, but this one with chicken stock, so more liquid, so we have different texture, but with the same flavor. So, for me, I was a little bit disappointed. All the plate together, it's okay, but separate the paella, the small bowl, and the rice. Rice soup. Yeah, rice soup. For me, it was too much. Tiến, cháo tôm hùm ấy thì cái cách nấu của em nó cũng là chưa đạt. Các chef khác đã nhận xét ấy, là đúng là đến người Tây người ta ăn đây là một cái món rất là thường. Đến cái món thứ ba ấy, em sử dụng cái món ăn của Ấn Độ và em dùng khá nhiều cái gia vị thì nó át đi toàn bộ các cái vị ngon của cái thực phẩm chính. Mũ ni là một trong những cái thực phẩm mà anh nghĩ là rất rất là ngon trong tất cả những cái loại tôm hùm hôm nay anh chọn. Nó không bị bở và nó độ giòn và nó có một cái có gân ở trong cái thớ thịt của nó và cái độ ngọt của nó thì nó rất là khác biệt các loại tôm hùm khác. Em hoàn toàn là không khai thác được cái việc đấy. Em mang tới bao gồm 3 món ăn. Em đặt tên cho set này là đi thật xa để trở về. Đầu tiên thì em muốn mời ban giám khảo đến Ấn Độ để mình ăn Pani Puri đường phố. Nhưng mà bên trong nó sẽ là cái nhân của Mexico, tức là cái salsa. Em làm cay một chút xíu, em trộn với lại xoài và lá me. Đó là cái đặc biệt của món ăn này. Em sử dụng cái phần mà thịt tôm ở phía trên đầu. Thì cái phần đó nó tơi ra, nó không có kết cấu đẹp. Thì em để trộn với lại cái salsa. Thường là cái món Pani Puri ở phía trong nó sẽ là nhân đậu nghiền hoặc là khoai nghiền. Nó có cái tinh bột và nó có độ mềm của nước sốt. Cho nên là em muốn nó mềm phía dưới thì em phải lót bằng cái đế là trái xoài luôn. Độ giòn nó chỉ bao quanh xung quanh thôi. Em sử dụng nước nấu từ xương tôm hùm. Rồi em lấy cái nước đó em nấu thành một món canh của Việt Nam. Đó là canh rau dừa mồng tơi. Nhưng mà ở phía trên mặt thì em đánh thêm một ít bột đậu nành để tạo thành một cái lớp foam. Em gọi nó là cappuccino tôm hùm. Cái nước sốt em làm đặc biệt là từ trái vani của Bình Dương mình. Và em sử dụng là vang trắng Jacob Rich Chardonnay. Ngon. Cái sốt salsa rất là hợp với cái vị, có vị chua, có vị trái xoài. Thì anh nghĩ là nó hợp với là sparkling wine, Jacob Rich Chardonnay, Pinot Noir. Nguyên liệu chính là nho Chardonnay và nho Pinot Noir. Vị chanh kết hợp với dâu tây và kem, hương hoa táo, hương hoa nhài và cam quýt tươi. Còn món thứ hai, cappuccino cũng không giống, hơi lỏng. Còn khi mà chúng ta chiên cái con tôm hùm, cái miếng cá hay là gì với bơ, để ý, nếu như bơ chảo không nóng, gọi là bơ mút xăng á, thì chúng ta chiên cái lửa cho nó tới, nó thành bơ noisette, thì nó sẽ thơm ngược lại cái miếng tôm hùm của mình hay là cái miếng sò điệp, chứ nó không có bị cái sữa trong cái bơ nó làm cho nó bị béo ngậy. Thì cái đó cũng em phải rút kinh nghiệm, cần phải có một sự cân bằng của vị umami trong cái sốt. I was very, very impressed when we came around and we tasted your sauce. Actually, out of everybody, including my favorite chef, your sauce won me over. It was very unique,
the texture, the taste, the composition. It was something very different. For a long time, I haven't tasted that. Overall, so you got 2 out of 3. Well done. Mỗi người có một cái điểm mạnh và một cái điểm yếu trong cái món ăn của mình. You said, right? So 1, 2, 3, the winner is... Chef! Yes! Hôm nay Yến lựa chọn một cái bước đi khá mạo hiểm là Yến chưa bao giờ xài cái tôm mũ ni hết. Nhưng mà hôm nay đã chọn tôm mũ ni. Đây là lần đầu tiên làm. Nên một là chiến thắng, hai là gói dao ra về. Đây là sự thật mà. Jacob Creek, thương hiệu rượu vàng bán chạy số 1 tại Úc. Vang thượng hạng xứng đáng sẽ chia. Món ăn ngày hôm nay theo chủ đề từ Á sang Âu thì em sử dụng tôm hùm bình ba. Trong cái sốt em có bỏ nước mắm và đường thốt nốt, thịt của trái vải và chân ki của vải và hoa hồng. Và em cho một ít santana gum để cho nó có cái độ sệt của tảo biển phết lên được cái tôm và em không cần nấu quá nhiều. Dầu xanh em làm ở đây là nó có diếp cá, hẹ, bồ ngót. Em xay lại với cái dầu hành tím confit và em để ở trên mặt là cái sò điệp Nhật. Và cái sauce phụ em đi kèm với cái ceviche em dùng từ me và bưởi yuzu. Em có cái măng tây ăn kèm. Còn cái củ cải trắng á, em xào nó để lấy mùi khói. Cho một tí nước tương vào đó. Cái đặc biệt ở đây á, cái tôm thay vì cái vị vanilla, em bỏ truffle để kết hợp với vải và nước mắm. Cái nước stock mà em dùng để em làm cái puree á, là cái xá sùng của Quảng Ninh. Em nấu lên với cái nấm đông trùng hạ thảo. Em nấu với nhiệt độ rất là thấp để cho nó tạo cái vị ngọt umami. Theo lên thì món này là năm châu lục, thiếu cái Oceania nữa là châu có châu Úc. Thì anh Lan nghĩ là lấy Jacob Creek Chardonnay là uống hợp với món của em. Cheers. For me the pollen come from the lobster. Because snow cook at 55 degrees for the lobster, for me, doesn't work. I explain to you why. With meat, with lot of collagen, okay? But the lobster don't have collagen. The lobster don't have fat. So the fiber from the lobster, if you cook that at 55 degrees, after it's a little bit dry. Khó khăn nhất để nấu tôm hùm là canh cái độ chín vừa tới của nó, gọi là perfect cook. Và hôm nay tất cả giám khảo và trong đó có một giám khảo là đầu bếp Michelin Star và giám khảo Alan là một người đầu bếp Pháp rất là khắt khe về các kỹ thuật. Chung ra mấy cái sốt nấu rất là phức tạp nhưng mà cuối cùng nó không ra cái mùi. Thì nó tốn quá nhiều thời gian của em nhưng mà em chưa có đẩy mạnh được cái chính là gì. Một là tôm hùm, hai là gia vị Việt Nam, ba là nó theo kiểu phương Tây. Thì ở đây anh chưa thấy cái hướng đi cho nó rõ ràng về trong cái món ăn của mình. Có lẽ cái sự phối trộn từ những cái puree, những cái nấm truffle tôi bỏ nó quá nặng mùi. Bước sai lầm của tôi cho dầu nấm truffle trắng thay vì nấm truffle đen, vị nó bị hắc hơn, cho nên những cái vị đó nó bị bật ra. Em kết hợp với nền ẩm thực Ý và Pháp tạo nên món ăn ngày hôm nay. Em chọn mì mực mực và điều đặc trưng của sử dụng tôm hùm bông của bình ba. Còn phần nước sốt thì em sử dụng đầu tôm theo nền ẩm thực của nước Pháp, sốt lobster. Còn cái phần bọt ở bên kia thì em sử dụng là phong bọt hương trứng muối của Việt Nam. Và có phần cà rốt bên trên thì em sử dụng là nước cam để nấu chung với cà rốt cumin để tạo nên hương vị khác biệt, tăng mùi hải sản lên. Và ăn kèm một chút xíu trứng caviar để tạo khoái cảm cho mọi người khi mình thưởng thức. Em làm một cái puree hành. Khi mà mình ăn vô một độ béo thì nó có phần puree hành nó hơi chua chua nhẹ để kích thích vị giác của mình có thể tiếp tục thưởng thức mà không bị ngán. Anh rất là kỳ vọng cái món của Vinh. Nhưng mà khi lên á, cái trình bày á, nó không được như anh hình tượng. Đối với anh nó bị thường quá. Em đi ra bất kể một cái nhà hàng bistro thông thường họ đều bày cái món ăn nó như vậy. Đối với một người cảm nhận ấy, thì về ăn bằng mắt là không đạt. Phối kết ấy, các cái thành phần món ăn ấy, mà chủ đề của chúng ta ngày hôm nay ấy, là từ Á sang Âu, đó nó không thể hiện ở trong món ăn của em. Nó không có một cái trải nghiệm gì trong cái món ăn này của em cả. Anh thì rất là kỳ vọng món ăn của Vinh. Tôm hùm luộc tách ra làm hai như vậy thì nó hơi chín.
Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái người mà chúng ta quyết định. 1, 2, 3. Me. Đây là người chiến thắng của cái thử thách đối đầu trong cái món tôm hùm ngày hôm nay, đó là Chép Bình. Chúc mừng anh Thảo ạ. Chúc mừng Chép Bình. Phía trước mình làm nhiều món ăn có khả năng bứt phá cao hơn, nhưng lần này mình chọn món ăn truyền thống. Mình chọn cách đi rất là an toàn. Xin cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Phúc Pizza, nội thất thiết kế tô điểm cho thế giới bên trong ngôi nhà bạn. Em sẽ đi là nước Ý. Cái món súp là cappuccino súp. Dạ, súp thì em nấu nước dùng dưới một ít nấm và tảo biển. Và cái sốt trứng là em làm là cái sốt chiffon nó nổi lên giống như cái ly cà phê cappuccino của Ý ạ. Tiếp đến là em sẽ đi tới Pháp là pate và cái croissant. Ở trên có là táo xanh nghiền vị phở và em cho ăn với một ít trứng cá chuồng. Về lại Việt Nam là một cái phần rau câu tôm, tưởng tượng như là món gỏi của Việt Nam. Trong đó em làm có chanh muối và thịt tôm hùm. Sau cùng em sẽ đi về Việt Nam nữa là món kho tôm hùm. Em siêu vi cái con tôm lên, lăn nhẹ qua cái sốt kho, ăn kèm với rau câu, chân vịt, kim chi. Nếu mà có một ly rượu Jacob Rick Chardonnay nữa là ngon hơn, tuyệt vời. Cái món cappuccino á, có cảm giác cái croissant á, nếu mà làm được một cái pate đặc biệt hơn như pate nhum hay pate gì đó thì nó đi đúng cái phương pháp hơn. Còn cái pate này á, khi mà hâm nóng lên nó chảy ra thì anh không có thấy lắm về cái độ cực kỳ thơm và mịn. Cái món xông khói là một món khá đặc biệt. Có điều đối với anh thì khói có những lúc anh cũng không thích lắm, tại vì nó cũng hơi nhiều. Chef, I'm a little bit disappointed because you use many techniques, but we need to find the story before. For me, I don't understand this story. All was good for me. Okay, but at the other hand, the smoke flavor, that's very strong. Yeah. So for me, the sense of your dishes, they are wrong. I think you start first by the smoke flavor. Okay, so because that's very strong, so you keep this flavor after the croissant. So when you eat the croissant, you still have the flavor. And after, you finish to clean the palate by the cappuccino. So maybe this way can be better. Because all was good, but I think the sense, number one, number two, number three, that's not the good way. Okay, thank you, chef. Hôm nay em mang đến món đầu tiên. Em làm cái canapé từ cái bánh tráng snack. Là em nấu nước dùng và bột bán, lấy được cái vị ngọt tự nhiên của vỏ tôm. Sau đó mình đem sấy và em chiên ở nhiệt độ 200 độ C để tạo ra được cái kết cấu giòn, xốp cho cái bánh tráng tôm này. Em kết hợp cùng với trái bơ. Thì trong cái phần mút bơ đó thì em sử dụng một ít mù tạt để tạo vị nồng nhẹ. Nước tắc, rồi một ít ngò rí và một ít bưởi da xanh của Bến Tre. Ăn kèm với lại tôm hùm tái em ngâm qua hỗn hợp sốt nước tương và một ít nước mắm, một ít độ chua của nước chanh. Em có bào lên một ít cái vỏ chanh rừng. Và món thứ hai em mang đến món lá thư thương vị. Lấy cảm hứng từ món của Ý là Catoccio. Người khách nước ngoài nào ngồi trong nhà hàng Ý thì nhìn vào thì có thể họ tưởng tượng đây là một cái món hải sản của Ý được nướng trong giấy. Nhưng mà khi mở cái phong thư này ra thì hoàn toàn nó là được thưởng thức trọn vẹn hương vị của Việt Nam. Em lấy đầu tôm, vỏ tôm để lấy cái vị ngọt và mùi thơm của tôm, nấu lên kết hợp các gia vị của Việt Nam, gừng, ớt, sả để làm ra một cái sốt xào lăn có sử dụng một ít nước cốt dừa của Bến Tre. Bên cạnh đó, Việt Nam nổi tiếng rất là nhiều món sợi, thì em sử dụng sợi miến của Việt Nam, kết hợp độ giòn của bí ngòi, tươi của cà rốt và dập một ít đậu phộng, hành phi, kết hợp cái dầu ngò ôm để ăn cùng cái món này. Và đặc biệt ngày hôm nay em có sử dụng hai bộ sưu tập Noritake. Đầu tiên cái món snack gỏi bưởi tôm hùm với nét đẹp nhẹ nhàng tinh tế, và cái bộ sưu tập Green Strip của Noritake làm cho cái món của em nó sang trọng hơn. This is wow. That's clear for me. That's clear. An explosion of flavor. Really normal, normal, clear. Really. It's like my tongue is going on a roller coaster ride. Yeah. The explosion of flavors. I mean,
This is amazing Vietnamese food, what you've just done here. And this is appealing to anybody, from east to west, to any country around the world would find this amazing, because it just creates the right balance of sweetness, saltness, spiciness, but it's just all these new flavors you're using of herbs, flowers, essence oil. This is fabulous. Thank and you. And about all the contestants, yeah, you're my new favorite now. We don't see the technique, but we don't care. Because when it's good, it's good. That's it. That's good. Very good. And the subtlety of the lobster, because the meat is very delicate, so that's working well together. And the first dishes, you have the crispy and all the flavor coming behind that. Many kind of herb, crispy, lobster flavor. All was very good for me. Thank you very much. Cái món ăn của em ấy, nó đem lại rất là nhiều cái cảm xúc bốn mùa trong một cái món ăn của em. Em đang đi rất là đúng hướng vào cái sở trường của em. Nhưng đối với anh ấy thì anh muốn tâm bứt phá hơn. Anh rất là kỳ vọng em qua các cái vòng thi ấy, bị lặp đi lặp lại cái việc mà em sử dụng cái sở trường đấy nhiều quá. Anh muốn em thoát ra để anh nhìn thấy em có thể có một cái bầu trời về ẩm thực rộng hơn. Anh cảm ơn đấy. Đấy là những lời chia sẻ của anh. Người nhỉnh hơn đối phương của mình đó là lady. Sorry, what is it? Lady. All four, huh? All four, right? All four for the lady. Chúc mừng chép Tâm. Bravo. That's four yeses, darling. Được ban giám khảo đọc tên giành chiến thắng thì cảm xúc của tôi vỡ òa và cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì anh Trúc là một sếp mà tất cả các sếp trong mùa này đánh giá anh Trúc rất là cao. All the competition, the level was higher. I think all the respect of the ingredients. We tried to make a nice food and it was correct. Yeah. One big thing I'd like to say is that there's a few key of them who understand the sauce element. Mm. And as you know, in France, the Roux brothers, everything, the fundamentals of cooking was from sauce. All these sauces, right? So there is two to three chefs who hit the nail on the head with this. Chúng tôi, bốn giám khảo cũng đã lựa ra được những người nằm trong cái nhóm mà phải nói là đứng đầu. Bây giờ chúng tôi bắt đầu xin mời tám sếp quay trở lại sân khấu. Hey, welcome back. Mời sếp Yến, mời sếp Vi, sếp Tâm và cuối cùng là sếp Minh. Bốn bạn hôm nay là người chiến thắng trong cái phần đi đối đầu với đối thủ của mình trực tiếp. À, có thể là cái bản đồ thế giới lúc nãy mà trong đầu vụt qua cô Yến á, cộng với lại cái dĩa cậu bốn lá đã mang tới màn bắn chiến. Xin chúc mừng các bạn. Anh Hạc Vê ơi, who's gonna be the winner of the food today? The winner is... Chef Tam. Chúc mừng Chef Tam. Yeah. Cuối cùng thì sau bao nhiêu tập, qua tất cả sự cố gắng, nỗ lực của mình thì tới tập hôm nay tôi đã giành chiến thắng. Khi thử thách mạnh, thử thách khó, nó giống như ngọn lửa lớn, nó sẽ thử được vàng và đâu mới là vàng thật. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết. Người chiến thắng ngày hôm nay, Chef Tam sẽ được tặng một phần quà đến từ nhà sản xuất xứ lừng danh thế giới Noritake của Nhật Bản. Bộ sưu tập Eternal Palace mang cảm hứng nghệ thuật từ các họa tiết Oji trong nhiều không gian nguy nga lộng lẫy. Họa tiết mà vòm đặc trưng cho kiến trúc của Gothic Anh được thể hiện và tinh tế trên nền chất liệu trắng sứ, gợi nhắc về ý nghĩa vĩnh cửu của những cung điện tráng lệ từ nhiều thế kỷ trước. Bốn chép ra giữa sân khấu. Các bạn là người đã thua trong cặp đấu đối đầu trực tiếp. Bốn giám khảo cũng đã ra quyết định hai người trong bốn bạn sẽ là hai người cúc ớt ngày hôm nay. Mình cũng cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh trước khi mà sếp Alan công bố hai người vào vòng cúc ớt. Cũng đã xác định hôm nay mình thi chưa tốt, mình bị tâm lý thì mình phải chuẩn bị sẵn sàng để mà mình đấu và mình lấy lại cái phong độ để được ở lại. Bốn sếp kể cả mình rơi vào vòng cúc ớt thì mình muốn được đối đầu với sếp Trúc nhất, đối đầu với người mạnh.
để chứng tỏ bản thân của mình không thua kém ngoài cả. Một đó là bạn Tiến, và người thứ hai đó là bạn Vinh. Vinh với Tiến thì người thắng cứ tiếp tục thôi, còn người thua sẽ phải ra về. Điều đó là điều hiển nhiên. Ngày hôm nay là một ngày dài, rất dài, và có lẽ như là tương lai sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Sếp Trúc và sếp Giang an toàn. Andros Professional, nguyên liệu chuyên dùng cho ngành F&B. Chef Evie sẽ có món quà dành cho hai bạn. Xin mời chef Evie. So today, just before you start to work with lobster, so we try to do a lobster again. But I would like, alors you don't have too much ingredients. So you have lobster, carrot, carrot juice, some eggs. So try to find the good way. Imagine the French food, what you can do with butter, what you can do with carrot, and try to imagine the French way, but we keep the Vietnamese way. So I would like to have the French style, but use the Vietnamese flavor, please. So we can start. Trận này cũng hay á. Đúng rồi, tới thời điểm hiện tại là các chef đều rất là mạnh hết. Chef Vinh có thế mạnh của chef Vinh và chef Tiến có thế mạnh của chef Tiến. Jacob Creek, thương hiệu rượu vàng bán chạy số 1 tại Úc. Vang thượng hạng, xứng đáng, sẽ chia. Sau khi đã quan sát sếp Hạc về nấu trong vòng 20 phút thì hai sếp sẽ nấu lại cái món tôm hùm của sếp Hạc về với nguyên liệu mà đã chuẩn bị sẵn trong khu nguyên liệu. Thời gian nấu của hai sếp là 60 phút và 60 phút phần thi cúc ốp của sếp Vinh và sếp Tiến bắt đầu. Khi mà sếp Harvey cho mình thử cái mùi nồi tôm hùm của sếp thì mình thấy mùi xả, gừng, có một chút rượu rất là thơm. Nấu một món ăn giống như sếp Harvey, tôi chỉ biết được 20% trong đó thôi. Tôi suy nghĩ là những điều mà sếp làm và ghi nhớ nó. Sau đó tôi cũng làm theo những bước đó, và đến phần sau thì tôi không được quan sát nữa. Thành phần nguyên vật liệu, hai người như nhau. Trên cái nền số đó thì mình có thể suy nghĩ ra một cái nào đó kết hợp lại cho nó hoàn hảo. Mình cảm thấy rất là hào hứng và mình rất là mong đợi cái cuộc thi này, giống như trong 30 phút mình sẽ làm được gì và mình sẽ làm được bao nhiêu thứ và mình sẽ có thể khiến cho ban giám khảo hài lòng hay không, và mình có vượt qua bản thân mình. Thời điểm mà chuẩn bị cuối cùng cúp ốp, mình có rất là nhiều nỗi tiếc về bản thân. Giá như trước kia mình có thể tìm hiểu sâu hơn về món ăn truyền thống và những cái món ăn mang đậm dấu ấn dân tộc thì mình đã có thể làm tốt hơn. Kiểu cách làm việc của Tiến là từ từ, chậm rãi và rất là chỉnh chu, còn Vinh thì rất thông minh, nhanh và thông minh. Tới được top 8 mà thì thí sinh các anh chị lớn ai cũng là người giỏi, ai cũng là người xuất sắc cả. Mình chỉ cần sơ sẩy một chút xíu thôi, mình có thể là người ra về. Nhanh tay nha, chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi, đừng lãng phí thời gian. Ba phút cuối cùng, hít thở và bình tĩnh, đừng bỏ sót hay sơ suất bất kỳ một công đoạn nào cả. Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Chúc mừng các chef đã hoàn thành phần thi cook-up của mình. Và trước mặt Hen là món ăn của chef Evie.
Và bây giờ hẹn mời hai chef sẽ mang món của mình lên và đặt trên bàn. Trong nước sốt của em thì em dùng là sả, em nấu chậm với lại bơ để tạo nên hương. Em đánh trên nền là lòng đỏ trứng gà, nước mắm và một chút xíu tiêu cho nó có vị đậm đậm béo béo. Còn phần bọt bên trên thì em dùng là nước cam nấu với tiêu xanh. You use orange juice in your sauce? Yes. Ah, okay. And to have the Vietnamese style, I put a little bit nhok mắm on my Maltese. Oh, really? Yes. Dạ, em xin phép được shop shop trước được không ạ? Tại vì dạ. Chủ đề là món chính, thì chơi món chính trước. Dạ, sao? Đầu tiên em muốn tận dụng hết tất cả con tôm hùm đó. Em có được nhìn thấy chef Heaver nấu cái phong cách của mình thì em muốn học hỏi theo cái cách mà nấu stock tôm và nước cam, nước caos. Nhưng mà em muốn một chút xíu gì của mình ở trong đó. Thì món tôm hùm của em á, thì em sẽ làm 3 kiểu, nhưng mà nó có sự liên kết với nhau. Đầu tiên em nhận được xoài, em làm một cái salsa, nhưng mà không phải salsa lạnh mà là salsa nóng. Hành tây đúc lò với rượu sake và nước ép caos. Trước khi đi em cho một ít sabayon, em sẽ có trứng, bơ, tiêu, nước cam phủ nó trên mặt. Em tót nhẹ, em sẽ xốp kèm với lại một ít sốt tiêu. Em combine một chút xíu tiêu, nước cốt dừa, cái sốt lobster bisque hồi nãy. I like the green pepper, but too much. The green pepper is very strong. It's not exactly the same, but yes. I recognize some flavor. Okay. I what recognize the orange? The orange, the kumquat flavor, carrot, carrot flavor, lobster was good. Mm-hmm. And the sauce? And the sauce was good too. Yeah, the sauce was good. Good balance. Little bit sweet and sour. It was perfect for me. I'm looking for some sour flavor. It's too sweet for me. Too sweet because coconut is sweet, carrot is sweet, all the flavors are sweet. So we need to find a good balance. So we need to have more sour. Okay. No, it's too simple for me. Cảm nhận được những cái hương vị của món của Vinh trong đó và cái đề co nó gần giống. Mặc dù nó không chính xác được, tại vì mấy em mới có quan sát 20 phút thôi. Chúc mừng hai chef đã hoàn thành phần thi của mình, cũng đã cố gắng hết mình mặc dù đề bài của chúng ta khá là khó. À, đến lúc chúng ta phải có lời kết cho cái buổi cook off ngày hôm nay của chef Vinh và chef Tiến. Chúng tôi quyết định. Mình đã cố gắng hết sức vượt lên chính mình rồi. Bây giờ có phải là lần cuối cùng hay không thì mình cũng đã thành công với bản thân mình. Người phải gói dao ra về trong thử thách cook off đó là chép Tiến. Rất là cảm ơn sếp đã đồng hành cùng Top Chef. Mình cũng cảm thấy khá là buồn vì chép Tiến cũng có nhiều cái rất là hay, nhiều kỹ thuật. Trong top 8 này chỉ cần mà chênh lệch nhau một chút xíu thôi thì một người sẽ chiến thắng và một người sẽ ra về. Em rất là cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái sân chơi rất là chuyên nghiệp và hôm nay em là người chiến thắng. Em chiến thắng chính bản thân em đã vượt qua bản thân mình. Em chưa bao giờ được làm việc trong một căn bếp có sao Michelin, nhưng ngày hôm nay em được ăn food của chef Michelin và em được làm cho chef Michelin ăn. Đó là những gì em thành công của ngày hôm nay. Tập 8 với chủ đề thực hiện một món ăn từ Đông sang Tây và chúng ta đã phải chia tay với chef Tiến. Vậy thì thử thách ở phía trước là gì? Hãy đón xem đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 trên sóng VTV3. Xin cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Jacob Creek hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.